gọi những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo UNESCO SEP thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã chính thức phát động dự án Green Talk 2015. Đây đã là năm thứ tư Green Talk được tổ chức. Ban tổ chức dự án Green Talk 2015 thuộc UNESCO SEP cho biết, hoạt động chủ đạo của dự án năm nay tiếp tục là Giờ Xanh, diễn ra vào mỗi chủ nhật hàng tuần với các hình thức như nhặt rác, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho các cộng đồng dân cư và giới trẻ. Đặc biệt, Green Talk 2015 sẽ có hai điểm nhấn là hai chương trình lớn, bao gồm Giờ Xanh hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015 vào ngày 22 tháng 3 năm 2015, đồng diễn 1.000 guitar cùng với trẻ em thiểu năng thuộc cộng đồng Câm Điếc, DCOH, chương trình Ngày Trái Đất Một Ngày cho Việt Nam 2015 vào ngày 19 tháng 4 2015 với chủ đề Rèn luyện sức khỏe thân thiện với môi trường. Song song với các ngày hội này còn có cuộc thi hát vì Giờ Trái Đất, cuộc thi sáng tạo Game Eco. Cái việc mà tuyên truyền về ý thức môi trường nói riêng và ý thức về tất cả các cái lĩnh vực xã hội nói chung, thì nếu mà dùng cái hình thức giáo điều có lẽ là nó sẽ không làm cho giới trẻ rung động bằng là mình sẽ tạo một cái sân chơi làm sao cho các bạn vui vẻ tham gia. Các bạn tới tham gia, các bạn vui chơi, các bạn chạy nhảy, rồi các bạn có thể là cùng đồng diễn với người nổi tiếng chẳng hạn. Nhưng mà song song đó thì mình sẽ gửi gắm thông điệp cùng với hoạt động. Vào hôm ngày 11 tháng 1, ngay trong ngày khởi động Green Talk 2015, dự án đã ra quân Giờ Xanh đầu tiên tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để thu gom rác thải, đổi túi ni lông lấy túi tự hủy sinh học từ người dân xung quanh, đồng thời tuyên truyền tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe và môi trường.